Không biết là lần này có còn bị lỗi gì không? Chào lại mọi người. Chào mọi người một cái ngày mới, một cái tuần mới. Một ngày cuối tuần chủ nhật chứ. Tại vì một tuần chúng ta không gặp nhau. Một tuần Châu Phương không có làm cái video. Giống như là mình tự hứa là sắp xếp cái thời gian. Giống như là mình đọc sách mỗi ngày, cách ngày. Nhưng mà do thời gian dạo này có nhiều cái vướng mắc ngoài xã hội về bản thân, cho nên là một phần về sức khỏe nữa, cho nên là Trân Phương tạm off một tuần đó để làm mới lại tất cả mọi thứ. Cả nhà có thấy là cái background của Trân Phương có gì mới không? Có một chút xíu mới đúng không ạ? Đó là Trân Phương đang reset. Reflect lại tất cả mọi thứ từ trong ra ngoài và kể cả thương tâm của Trân Phương. Dẫu biết rằng là cái thời điểm bây giờ là sẽ không có ai thời gian rảnh để mà nhìn xem like hay là clip hay như gì đâu, nhưng mà đây là cái bài tập của Trân Phương dành cho chính bản thân của mình mà mình đã set up ra, và mình cũng cố gắng sẽ duy trì cái điều này. Và trong cái tuần qua khi mà off thì nghỉ ngơi về sức khỏe này, sắp đặt lại mọi cái này, thì Trân Phương cũng đã soạn ra được rất là nhiều sách. Phía sau mình là một cái sách, và bên trên này nữa mở riêng một cái chồng sách mà Trân Phương để soạn ra để dần dần để đọc chia sẻ đến mọi người. Hy vọng là sẽ đóng góp được một phần nào đó cái tinh thần thêm cho mọi người cái niềm tin, niềm an lạc. Thì đến với cái chuyên đề của Trân Phương là chuyên đề là mỗi chuyên đề là một niềm an vui á, thì Trân Phương mong muốn thì thứ nhất nó là cái bài tập của bản thân mình, và cái thứ hai là mình cũng đang thử sức của mình và cũng muốn là đem một cái điều gì đó vui và thú vị đến tất cả mọi người. Bây giờ thì mình cũng biết đó là một cái thời gian, một cái thời điểm khá là nhạy cảm. Những cái chuyện buồn của xã hội rất là nhiều, nhất là cái dịch Covid này đã lấy đi bao nhiêu cái sinh mạng, đúng không cả nhà? Và hầu như bây giờ dường như là ai cũng không có cái niềm tin á, bây giờ ai cũng hướng về cái niềm tin trong cái nội thân tâm của mình, đó là hướng về Phật, hướng về Chúa, nói chung là tùy theo đạo của mỗi người, đức tin của mỗi người, và ai cũng cầu nguyện. Và có 84.000 pháp môn, thì tùy theo mỗi người là sẽ theo một cái pháp môn của mình, và tùy cái căn cơ và tùy cái nơi của mình, cái ngữ cảnh của mình để mà thực hành cái pháp môn đó để cho cái thân tâm mình được an lạc hơn, và nguyện cầu cho gia đình được bình an, và hồi hướng cái công đức đó đến tất cả mọi người đều được an lành, khỏe mạnh và hạnh phúc. Và nguyện cho cái dịch Covid này được mau chóng qua để cho mọi người được trở lại với cuộc sống bình thường. Vâng, thì hôm nay thì Trân Phương lại lên lại sau một tuần vắng bóng, thì cũng Trân Phương cũng tiếp tục cái chương trình chủ đề của mình, đó là chương trình đọc sách cùng mọi người nha. Khi mà bình thường mọi người rất là bận rộn rồi thì sẽ ít khi có nhiều người là tự thích đọc sách, thì có thể là có thể nghe, thì Trân Phương sẽ xin phép sẽ được giống như dùng cái ngôn từ, cái tiếng nói của mình để đóng góp. Hy vọng là mọi người sẽ đón nhận hoan hỷ nha. Trong cái thời gian qua là cái mùa dịch giãn cách xã hội á, thì thật ra là dạy cho chúng ta rất là nhiều bài học. Riêng bản thân của Trân Phương cảm nhận thôi là thấy ví dụ như về cái vấn đề thực phẩm, trước đây đôi khi á, mình ăn uống á, mình cũng còn tham, đúng không? Ví dụ cái món nào ngon mình ăn rất là nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ mình lại có một cái suy nghĩ khác rằng là cái món ăn á, là mình làm ra, đúng không? Thì mình ăn vừa phải, vừa đủ no thôi, mình không có được tham nữa. Tại vì nếu như mình ăn tham nhiều hơn thì mình sẽ bị mất một cái phần cho bữa sau, thành ra là mình phải tiết chế lại. Cho nên là giống như là giúp cho mình có cái sự gọi là tiết kiệm hơn.
có thể là trước đây mình sẽ phung phí một số những cái cọng rau nó hơi vàng hay là hơi gì đó là mình đã ném rồi, có không ví dụ vậy. Nhưng mà bây giờ thì những cái cọng rau rất là khan hiếm thì đôi khi lá vàng hay gì đó mình cũng nhặt lại, cái nào còn dùng được là cố gắng dùng luôn, và mình sẽ tranh thủ dùng cái rau, ưu tiên cái rau dùng trước. Thì với lại là trân trọng được là những cái vườn rau mà được tự trồng ở nhà, có nhiều cái cho mình cảm nhận cái giá trị của cuộc sống, nó vô cùng sự là có nhiều cái điều kỳ diệu và màu nhiệm mà khiến cho mình phải suy nghĩ lại, mình thiệt là đúng là sống chậm lại luôn đó cả nhà. Và còn rất là nhiều điều nữa. Đôi khi trước khi mình lên live mình có suy nghĩ là mình có rất là nhiều điều để mình chia sẻ với mọi người, nhưng mà đôi khi đến lúc mà mình lên rồi á, mình thoáng quên đi. Nhưng mà nội dung chính của mình vẫn là chương trình đọc sách nha cả nhà. Nếu như mấy ngày nay Trương Phương reset lại mọi cái, giống như một số thực phẩm, giống như trước đây mình đã dự trữ là mình kiểu như là mình mua mình ăn dần thôi, nhưng mà mình không ngờ bây giờ trong cái mùa giãn cách xã hội nó lại có hiệu ứng nhiều như vậy, là mình có thể tận dụng những cái đồ khô đó để mình dùng dần, và có những cái món thực phẩm ví dụ chức năng hay cái gì đó đại khái. Thì hôm nay đôi khi mình lục có đóng đồ mình ra, những ngày mình bận rộn quá đôi khi mình quên luôn á, quên luôn. Nếu như bây giờ là Trương Phương đang uống nước trái cây, nhưng mà nước trái cây này là từ thực phẩm chức năng, mà có thể là vài tháng Trương Phương quên á, xong rồi bây giờ soạn lại hết tất cả mọi cái thì thấy lòi ra là một cái hộp hạt chia nè. Mình có thể pha trộn với nước trái cây mình dùng, đại khái vậy thì nó cũng giúp tiêu hóa rất là tốt. Hạt chia thì rất là tốt rồi, và cách pha thì giống như hạt é rồi. Tự nhiên cái thấy kiểm tra thấy dư ra còn một cái hộp slim nè, rồi biotline nè. Cái này thì ngăn cái lượng đường khi mình ăn uống á, cái lượng đường nó tích tụ vào cơ thể, ví dụ dành cho những người bị bệnh tiểu đường hoặc là phòng bệnh tiểu đường nè. Và cái này là hỗ trợ tim mạch nè, hai cái này uống kết hợp thì rất là ngon. Mình sẽ uống trước bữa ăn nửa tiếng. Thì tự nhiên giờ mình thấy mình dư ra những cái món này mà trước đây mình có những cái thời gian của mình hoặc là mình quên đi, nếu bây giờ mình thấy mình lôi ra mình dùng, coi như mình thay thế, mình dùng ít cơm lại. Bữa giờ quên luôn á, đi suốt quên luôn. Bây giờ ở nhà cái bắt đầu mới lôi hết tất cả mọi cái và làm lại hết tất cả mọi thứ. Bây giờ Trương Phương sẽ đọc sách tiếp nha cả nhà. Có thể thì hôm nay Trương Phương sẽ dành cái thời gian đọc sách nhiều hơn so với mọi khi, để mình bù lại những cái bài mà mình đã vắng bóng. Hôm nay có lẽ là hơi thiếu năng lượng xíu đúng không cả nhà? Có gì thì thông cảm nha. Thực ra là cũng tùy mỗi lúc, đôi lúc mình phải có thật là nhiều năng lượng thì mình chia sẻ mình mới nhiều cái sự hùng hồn hơn, nhiều mình cảm thấy là con người mình sẽ vui vẻ hơn đúng không? Hôm bữa là chúng ta đọc đến trang 55 và phần số 7. Nhưng mà trước khi mình đọc cái phần này thì chúng ta sẽ làm lễ kính lễ Phật trước ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ Đức Phật, Đức Thế Tôn có độ chính ân đức A-ra-ham cho đến Bá-ra-oa. A-ra-ham cho đến Bá-ra-oa là Pháp Vương vô thượng trong chúng sanh, danh tiếng lừng lẫy toàn cõi chúng sanh. Con hết lòng thành kính đảnh lễ Ngài, bằng thân khẩu ý trong sạch của con. Sau khi thành kính đảnh lễ Ngài xong, con xin giải thích chính ân Đức Phật. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy, Đức Arahant, Đức Phật chánh đẳng giác. Chúng ta vừa đảnh lễ xong kính lễ Đức Phật.
chúng ta học bằng phần 7 chúng ta đọc xong rồi, bây giờ đến phần 8. Phần 8 là trang 71 cả nhà. Phần 8 là ân đức Phật Bất Đa. Itipiso Paragua Bất Đa. So Paragua là Đức Thế Tôn, còn Itipi bởi Ngài là bậc tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và Niết Bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi giới chúng sanh, nên gọi là Đức Phật Chánh Đẳng Giác Độc Nhất Vô Nhị. Đức Phật thuyết pháp giáo huấn chúng sanh, có phước duyên cũng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo Ngài, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và Niết Bàn, tùy theo năng lực ba la mật, năm pháp trụ, tính pháp trụ, tấn pháp trụ, niệm pháp trụ, định pháp trụ, tuệ pháp trụ và hạnh nguyện của mỗi chúng sanh. Bức thô. Do đó Đức Thế Tôn có ân đức Đức Phật, ân đức Samasam Bức thô và ân đức Bức thô khác nhau như thế nào? Ân đức Samasam Bức thô nghĩa là chứng ngộ chân lý tứ thánh đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và Niết Bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hăng đầu tiên trong toàn cõi giới chúng sanh, nên Ngài có ân đức Samasambuddho. Ân đức Samasambuddho có hai loại trí tuệ, đặc biệt là trí tuệ chứng ngộ chân lý tứ thánh đế đầu tiên, trí tuệ thành Patidhanana. Ân đức Buddho nghĩa là không chỉ tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và Niết Bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hăng đầu tiên trong toàn cõi giới chúng sanh, mà Ngài còn thuyết pháp giáo huấn chúng sanh, có duyên lành cũng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo Ngài, chứng đắc thánh đạo, thánh quả, trở thành bậc thánh nhân tùy theo các pháp hạnh ba la mật và năng lực của năm pháp trụ, tính pháp trụ, tấn pháp trụ, niệm pháp trụ, định pháp trụ, tuệ pháp trụ. Số chúng sinh chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, Niết Bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu. Số chúng sinh chứng đắc Nhất Lai thánh đạo, Nhất Lai thánh quả, Niết Bàn, trở thành bậc thánh Nhất Lai. Số chúng sanh chứng đắc Bất Lai thánh đạo, Bất Lai thánh quả, Niết Bàn, trở thành bậc thánh Bất Lai. Số chúng sinh chứng đắc A-ra-hăng thánh đạo, A-ra-hăng thánh quả, Niết Bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hăng. Chúng sanh chứng đắc thánh nhân bậc nào do năng lực của năm pháp trụ và các pháp hạnh ba la mật của mỗi chúng sinh ấy. Ân đức Bức thô có hai loại trí tuệ, đặc biệt là trí tuệ của bậc toàn giác Sabbanuttanana, trí tuệ thuyết pháp giáo hóa chúng sanh Desananana. Đức Phật Chánh Đẳng Giác là bậc có đầy đủ trọn vẹn các loại trí tuệ, bốn trí tuệ phân tích, sáu trí tuệ cá biệt, 10 trí tuệ lực. Đức Phật có tất cả các loại trí tuệ đồng sinh ra A-ra-hăng thánh đạo tâm, A-ra-hăng thánh quả tâm. Cho nên Đức Thế Tôn có ân đức Bức Thô Đức Phật. 9. Ân đức Paragua. Itipiso Paragua Paragua nghĩa là So Paragua Đức Thế Tôn, Itipi bởi Ngài là bậc có 6 ân đức đặc biệt do thực hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba la mật của Ngài. Paragua do Ngài có ân đức Đức Thế Tôn. Ân đức Paragua, ân đức Đức Thế Tôn thật là vô cùng cao thượng nhất trong toàn cõi giới chúng sanh. Ân đức Paragua này không phải do phụ vương mẫu hậu tôn vinh, cũng không phải do chư thiên chư phạm thiên nào suy tôn Ngài. Sự thật
Ân đức Pallava này là kết quả của một quá trình tiến triển thực hành 30 pháp hạnh Ba La Mật, trải qua 3 thời kỳ của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác. Trường hợp Đức Phật Gotama trong thời đại chúng ta thuộc về Đức Phật Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt, cho nên những tiền kiếp của Đức Phật Gotama là Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt, nghĩa là trí tuệ có nhiều năng lực hơn đức tin và tinh tấn. Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama đã thực hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh Ba La Mật trải qua 3 thời kỳ. Một thời kỳ đầu, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt, đã phát nguyện trong tâm, có ý nguyện muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác để tế độ, cứu vớt chúng sanh, giải thoát khỏi biển khổ tự sinh luân hồi trong 3 giới 4 loài. Rồi Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt thực hành các pháp hạnh Ba La Mật suốt thời gian khoảng 7 A Tăng Kỳ. 2. Thời kỳ giữa, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt, đã phát nguyện bằng lời nói để cho chúng sanh nghe biết ý nguyện muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác trong thời vị lai để tế độ chúng sanh, rồi tiếp tục thực hành các pháp hạnh Ba La Mật thêm suốt 9 ta A Tăng Kỳ nữa. Qua 2 thời kỳ này vẫn còn là Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác bất định Aniyata Posisata, nghĩa là có thể thay đổi ý nguyện muốn trở thành Đức Phật Độc Giác hoặc Bậc Thánh Thanh Văn Giác. Nếu Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt, vẫn giữ nguyên ý nguyện tiếp tục thực hành các pháp hạnh Ba La Mật dẫn đến thời kỳ cuối. 3. Thời kỳ cuối. Sau khi đã trải qua 2 thời kỳ phát nguyện trong tâm và bằng lời, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt, có đầy đủ năng lực mạnh, có thiện tâm bất thoái chí. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt, có duyên lành đến hầu Đức Phật. Trường hợp Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác đạo sĩ Sumeha, tiền kiếp của Đức Phật Gotama đến hầu Đức Phật Dipankara. Với Phật nhãn thấu suốt thời vị lai, Đức Phật Dipankara biết rõ ý nguyện của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác đạo sĩ Sumeha sẽ được thành tựu như ý, nên Đức Phật Dipankara thọ ký Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác đạo sĩ Sumara rằng: trong thời vị lai còn 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất nữa, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác đạo sĩ Sumaha này sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Sau khi Đức Phật Dipankara đầu tiên thọ ký, xác định thời gian còn lại 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác đạo sĩ Sumaha tiền kiếp của Đức Phật Gotama chính thức trở thành Đức Bồ Tát. Đại kiếp trái đất dịch từ danh từ Pali Mahakapa, thời gian kiếp trái đất trải qua 4 A Tăng Kỳ thành trụ loại không. Chánh Đẳng Giác cố định Diyata Bodhisattva bất thoái chí, tiếp tục thực hành bồi bổ cho đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh Ba La Mật, 10 pháp hạnh Ba La Mật bậc hạ, 10 pháp hạnh Ba La Mật bậc trung, 10 pháp hạnh Ba La Mật bậc thượng suốt 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất trải qua vô số kiếp. Từ đó về sau, mỗi khi Đức Phật nào xuất hiện trên thế gian thì Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác tiền kiếp của Đức Phật Gotama đều đến hầu Đức Phật ấy và được Ngài thọ ký xác định thời gian còn lại. Trong khoảng thời gian 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất ấy có 24 Đức Phật theo tuần tự xuất hiện trên thế gian là Đức Phật Dipankara, Đức Phật Khandara, Đức Phật Mangala, Đức Phật Sumana, Đức Phật Revata, Đức Phật Sopithata, Đức Phật Anomatasi, Đức Phật Paruma, Đức Phật Narada, Đức Phật Payumutara, Đức Phật Sumeha.
Đức Phật Suracha. Đức Phật Piyadasi, Đức Phật Athadasi, Đức Phật Dhammadasi, Đức Phật Siddhartha, Đức Phật Tissa, Đức Phật Phusa, Đức Phật Vipassi, Đức Phật Sikhi, Đức Phật Vesathu, Đức Phật Kasusanha, Đức Phật Kanagamana, Đức Phật Kassapa, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt tiền kiếp của Đức Phật Gautama lần đầu tiên, đã được Đức Phật Dipankara thọ ký và tiếp theo tuần tự của các Đức Phật khác cho đến Đức Phật thứ 24 là Đức Phật Kassapa thọ ký cuối cùng. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt tiền kiếp của Đức Phật Gautama đã thực hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh Ba La Mật, trải qua 3 thời kỳ gồm có 20 tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất, là thời gian bằng nửa thời gian của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có đức tin siêu việt, và là thời gian bằng 1/4 thời gian của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có tinh tấn siêu việt. Đến kiếp chót của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Sumaha là Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Đức Vua Siddhartha xuất gia năm 29 tuổi, chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và Niết Bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hăng đầu tiên trong toàn cõi chúng sanh, nên gọi là Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gautama. Tại đại cội đại Bồ Đề vào canh chót ngày rằm tháng 4 âm lịch năm 35 tuổi. Cho nên Đức Thế Tôn có ơn đức Bhagavā Đức Thế Tôn. Ơn đức Bhagavā Đức Thế Tôn có 6 đức tính như sau: Isarira, Dhamma, Yassa, Siri, Kama, Pajjata. 1. Thế nào gọi là Isarira tự chủ? Đức Thế Tôn có tâm tự chủ trong các tam giới pháp và siêu tam giới pháp. Tâm tự chủ trong tam giới pháp, Đức Thế Tôn hóa phép thần thông song hành Yamaka Patithadira, có 2 luồng nước và lửa phát xuất từ kim thân của Ngài. Một luồng nước phát ra từ lỗ mũi bên phải, một luồng lửa phát ra từ lỗ mũi bên trái rồi thay đổi. Một luồng lửa phát ra từ lỗ mũi bên phải, một luồng nước phát ra từ lỗ mũi bên trái, cũng như vậy đến hai mắt, hai lỗ tai. Tâm tự chủ trong siêu tam giới pháp, Đức Phật thuyết pháp xong, các hàng thanh văn đệ tử đồng thanh nói lên lời hoan hỷ: Sadhu, Sadhu, Sadhu. Trong thời gian khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Đức Thế Tôn có thể nhập A-ra-hăng thánh quả để hướng sự an lạc niết bàn, cho nên gọi là Isariya tự chủ. 2. Thế nào gọi là Dhamma chánh pháp? Đức Thế Tôn đã chứng đắc chính siêu tam giới pháp, đó là 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn, đầu tiên trong toàn cõi giới chúng sanh, diệt tận tất cả 1.500 loại phiền não, 108 loại tham ái và tất cả mọi tiền thiên tật đã tích lũy từ vô lượng kiếp quá khứ, cho nên gọi là Dhamma chánh pháp. 3. Thế nào gọi là Yassa tiếng tốt lành? Ân đức của Đức Thế Tôn được lan truyền khắp mọi nơi, từ cõi người cho đến cõi Long Vương, đến chư thiên ở 6 cõi chờ dục giới, đến chư phạm thiên ở 15 cõi chờ sắc giới, trừ cõi vô tượng thiên và thậm chí ngay cả chư phạm thiên ở cõi vô sắc giới cũng niệm tưởng đến ân đức Phật, cho nên gọi là Yassa tiếng tốt lành. 4. Thế nào gọi là Siri hạnh phúc? Kim thân của Đức Phật có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân và 80 tướng tốt phụ có hào quang mát mẻ phát ra từ kim thân của Ngài, nên nhân loại chư thiên phạm thiên đến hầu đảnh lễ cúng dường Đức Thế Tôn lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc an lạc, phát sinh hỷ lạc. Những chúng sanh đến hầu Đức Thế Tôn bao nhiêu lần cũng cảm thấy chưa đủ, do đó gọi là Siri hạnh phúc.
5. Thế nào gọi là Kama? Nguyện ước thành tựu. Đức Thế Tôn khi còn là Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác Sumedha có nguyện ước rằng: Bức Thô, Bức Hay Giam, Như Lai tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, rồi sẽ giáo hóa chúng sanh cùng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, y theo Như Lai chứng đắc thành bậc thánh nhân tự giác giác tha. Điều ước nguyện ấy sẽ thành tựu. Mức Tô Mô Xê Giam, Như Lai tự mình giải thoát khổ tự sinh luân hồi trong ba giới bốn loài, rồi sẽ giáo huấn chúng sanh cũng được giải thoát khỏi cảnh khổ tự sinh luân hồi trong ba giới bốn loài, tự độ độ tha. Điều nguyện ước ấy đã thành tựu. Tinh-no-tây-ta-ray-ram, Như Lai tự mình vượt qua biển khổ luân hồi, đạt đến Niết Bàn an lạc, rồi sẽ dẫn dắt chúng sanh cũng vượt qua biển khổ luân hồi, đạt đến Niết Bàn an lạc, tự đáo đáo tha. Điều nguyện ước ấy đã thành tựu. Do đó gọi Kama nguyện ước thành tựu. 6. Thế nào gọi là Vayatha? Tinh tấn không ngừng. Hàng ngày Đức Thế Tôn có sự tinh tấn không ngừng thực hành Buddho Kitka, năm phận sự của Đức Phật. Năm phận sự của Đức Phật: phận sự buổi sáng trước khi độ ngọ, phận sự sau khi độ ngọ, phận sự canh đầu đêm, phận sự canh giữa đêm, phận sự canh chót đêm. Giải thích 6.1. Phận sự buổi sáng trước khi độ ngọ như thế nào? Mỗi buổi sáng đến giờ khi đi khất thực, khi thì Đức Phật ngự đi khất thực một mình để tế độ chúng sanh nào đó, khi thì Đức Phật ngự cùng với chư tỳ khu tăng đi cùng đi vào xóm làng kinh thành để khất thực. Khi Đức Phật thọ thực xong, dân chúng thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Số sinh thọ phép quy y Tam Bảo, số sinh Đức Phật cho phép xuất gia, rồi Đức Phật ngự trở về chùa. 6.2. Phận sự sau khi độ ngọ như thế nào? Khi ngự trở về chùa, Đức Phật rửa chân xong đứng trên bục giảng. Ngài khuyên dạy chư tỳ khưu rằng: Bhikkhave appamadana sambadatha dullaho buddhopato lokasim dullaho manussata patilapho dullaha khana sampathi dullapa patra kapaya dullaham sadhama vassavanam. Này chư tỳ khưu, các con hãy nên cố gắng hoàn thành mọi phận sự tứ thánh đế bằng pháp không thất niệm, thực hành pháp hành tứ niệm xứ. Đức Phật xuất hiện trên thế gian là một điều khó có, được sinh làm người là một điều khó, có được cơ hội thực hành phạm hạnh cao thượng là một điều khó, được xuất gia trở thành tỳ khưu là một điều khó, được nghe chánh pháp là một điều khó. Đó là những điều khó mà Đức Phật hằng ngày thường khuyên dạy chư tỳ khưu trở nên thất niệm, chớ nên thất niệm. Sau khi khuyên dạy xong, Đức Phật ngự vào gốc Ganhakuti, còn chư tỳ khưu mộ vị một nơi để thực hành pháp hành thiền định hoặc thực hành pháp hành thiền tuệ. 6.3. Phận sự canh đầu đêm như thế nào? Đức Phật giáo huấn chư tỳ khưu, có số tỳ khưu hỏi pháp luật, số tỳ khưu xin thọ pháp hành thiền định, số xin thọ pháp hành thiền tuệ, số tỳ khưu nghe Đức Phật thuyết pháp.
Qua hết canh đầu, chư tỳ khưu đảnh lễ Đức Phật trở về chỗ của mình. 6.4 Phận sự canh giữa đêm như thế nào? Đức Phật cho phép chư thiên, chư phạm thiên trong 10 ngàn tam giới đến hầu ngài. Đảnh lễ xong đứng một nơi hợp lễ bạch hỏi pháp. Đức Phật giảng giải những câu hỏi của chư thiên, chư phạm thiên xong, hết canh giữa chư thiên, phạm thiên đảnh lễ Đức Phật trở về cảnh giới của mình. 6.5 Phận sự canh chót đêm như thế nào? Đức Phật phân chia canh chót làm 3 thời. Thời gian đầu, Đức Phật đi kinh hành. Thời gian giữa, Đức Phật ngự vào cốc Ganhakuti nghỉ ngơi, nằm nghiêng bên phải, có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác, định giờ tỉnh dậy. Thời gian chót, Đức Phật nhập thiền đại bi. Khi xả thiền, Đức Phật xem xét chúng sanh trong 10.000 tam giới bằng Phật nhãn. Xem xét chúng sanh nào đã từng gieo duyên lành với ngài, hoặc đã từng thực hành các pháp hạnh ba la mật, từ chư Phật quá khứ đến kiếp hiện tại này, có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn. Chúng sanh ấy dù ở gần, dù ở xa, trong cõi người này hay cõi trời khác, Đức Phật vẫn ngự đến nơi để tế độ chúng sanh ấy. Mỗi ngày, mỗi đêm, Đức Phật thực hành đầy đủ 5 phận sự ròng rã suốt 45 năm, cho đến giây phút cuối cùng tịch diệt niết bàn. Ân đức Bhagavad và còn có nhiều ý nghĩa khác. Đức Phật là bậc có đủ đầy đủ trọn vẹn các pháp của bậc tôn sư. Cho nên Đức Phật Gautama có ân đức Bhagavad Đức Thế Tôn thực hành đề mục niệm niệm chính ân đức Phật. Hành giả có ý nguyện muốn thực hành đề mục niệm niệm chính ân đức Phật này, trước tiên hành giả cần phải học hỏi, hiểu biết rõ ý nghĩa và chi pháp đầy đủ của chính ân đức Phật. Mỗi khi niệm đến ân đức Phật nào, nên hiểu biết rõ ý nghĩa và chi pháp của ân đức Phật ấy. Sau đó, để đại thiện tâm dễ phát sinh, hành giả nên ngồi nghiêm trang trước tượng Đức Phật hoặc trước cội cây Đại Bồ Đề, hoặc một nơi thanh vắng, để thực hành đề mục thiền định niệm niệm chính ân đức Phật này. Phương pháp thực hành có nhiều cách. Một, cách phổ thông, niệm niệm chính ân đức Phật theo bài kinh như sau: Itipiso Bhagava Araham Sammasambuddho Vichakarana Sambano Sugato Lokabiyu Anuttaro Purisa Dhamma Sarathi Sattha Devamanusanam Buddho Bhagava. Hành giả thực hành niệm đến chính ân, đến ân đức Phật nào, nên hiểu rõ ý nghĩa và chi pháp của ân đức Phật ấy, định tâm theo dõi mỗi ân đức Phật như vậy hàng trăm lần, hàng ngàn lần. Trong suốt thời gian thực hành niệm niệm chính ân đức Phật để làm tăng trưởng đức tin trong sạch nơi tam bảo. 2. Cách phân tách câu chính ân đức Phật, phân tách từng câu như sau. 1. Itipiso Bhagava Arahan, Itipiso Bhagava Sammasambuddho, Itipiso Bhagava Vichakana Rana Sambando, Itipiso Bhagava Sugato, Itipiso Bhagava Lokapiyu, Itipiso Bhagava Anuttaro Purisandhamma Sarathi, Itipiso Bhagava Sattha Devam Nasusanam, Itipiso Bhagava Buddho, Itipiso Bhagava Bhagava. Hành giả thực hành niệm mỗi ân, mỗi câu ân đức Phật nào, nên hiểu rõ ý nghĩa và chi pháp của mỗi câu ân đức Phật ấy, định tâm theo dõi mỗi câu ân đức Phật như vậy hàng trăm lần,
hàng ngàn lần. Trong suốt thời gian thực hành niệm chính ứng đức Phật để làm tăng trưởng đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, hành giả có thể chọn 1, 2, 3 câu ứng đức Phật nào trong chính ứng đức Phật làm đối tượng để làm để thực hành niệm ứng đức Phật ấy. Nên hiểu rõ ý nghĩa và chi pháp của ứng đức Phật ấy, luôn định tâm nơi ứng đức Phật ấy. Ví dụ, niệm ứng đức Phật thứ nhất: Itipiso Bhagava Arahant, Itipiso Bhagava Arahant. Hoặc niệm ứng đức Phật thứ 8: Itipiso Bhagava Buddho, Itipiso Bhagava Buddho. Hoặc niệm ứng đức Phật thứ 9: Itipiso Bhagava Bhagava, Itipiso Bhagava Bhagava. Hành giả tâm niệm câu ân đức Phật, đồng thời hiểu rõ ý nghĩa và chi pháp của câu ân đức Phật ấy, tĩnh tâm theo dõi câu ân đức Phật ấy hàng trăm lần, hàng ngàn lần. Trong suốt thời gian thực hành niệm câu ân đức Phật để làm tăng trưởng đức tin trong sạch nơi đức Phật bảo. Cách thứ 3, niệm một ân đức Phật. Hành giả chọn cho một chọn một danh hiệu ân đức Phật nào trong chính ân đức Phật làm đối tượng để thực hành niệm ân đức Phật. Nên hiểu rõ ý nghĩa và chi pháp của ân đức Phật ấy, luôn định tâm nơi ân đức Phật ấy. Ví dụ, niệm Araham, Araham, Araham. Hoặc niệm Buddho, Buddho, Buddho. Hoặc niệm Bhagavava, 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 Bhagavava. Hành giả tâm niệm ân đức Phật, đồng thời hiểu rõ ý nghĩa và chi pháp của chính ân đức Phật ấy, định tâm theo dõi ân đức Phật ấy hàng trăm lần, hàng ngàn lần suốt trong thời gian thực hành niệm ân đức Phật ấy để làm tăng trưởng đức tin trong sạch nơi đức Phật bảo. Đề mục niệm chính ứng đức Phật là một đề mục thiền định dễ làm cho phát sinh đức tin nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo và Đức Tăng Bảo. Mà đức tin là nền tảng cho mọi thiện pháp, phát sinh dục giới thiện pháp, sắc giới thiện pháp, vô giới thiện pháp cho đến siêu tam giới thiện pháp. Đề mục niệm chính ứng đức Phật là đề mục thiền định vô cùng vi tế, vô cùng sâu sắc, rộng lớn mênh mông, bao la, vô lượng vô biên, nên hành giả không thể định tâm một nơi nào nhất định. Cho nên, đề mục niệm chính ứng đức Phật này chỉ có khả năng chứng đạt đến cận định Upakara Samadhi mà thôi, không có khả năng chứng đạt đến an định Apanna Samadhi, nên không thể chứng đắc bậc thiền sắc giới nào. Vì vậy, tâm cận định này vẫn còn là dục giới thiện tâm, có dục giới thiện nghiệp, có tầm quan trọng đặc biệt đối với hành giả là người đã gieo duyên lành nhân tốt sâu sắc trong giáo pháp của Đức Phật. Đề mục niệm chính ân Đức Phật mới sâu chuỗi. Như trong lời nói đầu đề cập đến phương pháp niệm chính ứng đức Phật với sâu chuỗi 108 hộp do Ngài Đại Trưởng Lão Myanmar phát hiện ra, trong chính ứng đức Phật gồm có 108 âm tương ứng với 108 hộp trong sâu chuỗi. Ngài Đại Trưởng Lão Myanmar hướng dẫn thực hành đề mục niệm chính ứng đức Phật với sâu chuỗi 108 hộp theo phương pháp như sau. Tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hộp, đó là phương pháp niệm chính ân đức Phật với sâu chuỗi 108 hộp, có tính chất ưu việt. Bởi vì với phương pháp này, hành giả có khả năng kiểm soát được tâm của hành giả mà các đề mục thiền định khác không có.
theo phương pháp tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hộp. Trong đề mục niệm chính ơn Đức Phật với sau chuỗi 108 hộp thật là tuyệt vời nhất kỳ diệu. Bởi vì với phương pháp này, như là phương pháp phổ thông mà tất cả mọi người đều có khả năng thực hành bất cứ trong trường hợp nào. Nếu hành giả quyết tâm học hỏi, nghiên cứu, hiểu biết rõ ý nghĩa chi pháp của chính ơn Đức Phật, thì hành giả đều có thể thực hành theo phương pháp này để cho tâm được ổn định, an tịnh. 9. Ơn Đức Phật gồm có 108 âm, 108 hộp. 1. Itipiso Palawa Araham có 10 âm, 10 hộp. 2. Itipiso Bhagava Samma Samputho có 12 âm, 12 hộp. 3. Itipiso Bhagava Vichakarana Sampanno có 15 âm, 15 hộp. 4. Itipiso Bhagava Sugato có 10 âm, 10 hộp. 5. Itipiso Bhagava Lokaviyu có 11 âm, 11 hộp. 6. Itipiso Bhagava và Anuttaro Purisadam Masarathi có 19 âm, 19 hộp. 7. Itipiso Bhagava Sattadeva Manusanam có 15 âm, 15 hộp. 8. Itipiso Bhagava và Putho có 9 âm, 9 hộp. 9. Itipiso Bhagava có 7 âm, 7 hộp. Cộng lại tất cả là 108 âm và 108 hộp. Cách làm sau chuỗi 108 hộp. Thực hành đề mục niệm niệm chính ân Đức Phật với sau chuỗi 108 hộp theo phương pháp tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hộp. Hành giả nên làm sau chuỗi 108 hộp theo cách hướng dẫn để hành giả dễ dàng nhận thức, biết rõ thực hành đúng hoặc sai phương pháp này. Bởi vì mỗi âm trong chính ân Đức Phật có một vị trí số thứ tự nhất định trong sau chuỗi 108 hộp, và mỗi âm cuối của mỗi ân Đức Phật chắc chắn có số thứ tự nhất định trong sau chuỗi 108 hộp. Số thứ tự âm cuối của mỗi ân Đức Phật. Đề mục niệm chính ân Đức Phật gồm có 108 âm với sau chuỗi 108 hộp, mà mỗi âm có mỗi vị trí số thứ tự nhất định trong sau chuỗi 108 hộp. Để dễ dàng kiểm soát được tâm, hành giả nên làm sau chuỗi 108 hộp và mỗi hộp cuối của mỗi ân Đức Phật bằng hộp lớn hơn để dễ dàng phân biệt mỗi ân Đức Phật. 1. Ân Đức Phật thứ nhất, âm cuối là ham, được nhằm vị trí thứ tự hộp thứ 10 làm hộp lớn. 2. Ân Đức Phật thứ nhì, âm cuối là the ho, nhằm vị trí thứ tự hộp thứ 22 làm hộp lớn. 3. Ân Đức Phật thứ ba, âm cuối là no, nhằm vị trí thứ tự hộp thứ 37 làm hộp lớn. 4. Ân Đức Phật thứ tư, âm cuối là thô, nhằm vị trí thứ tự hộp thứ 47 làm hộp lớn. 5. Ân Đức Phật thứ năm, âm cuối là dù, nhằm vị trí thứ tự hộp thứ 58 làm hộp lớn. 6. Ân Đức Phật thứ 6, âm cuối là thi, nhằm vị trí thứ tự hộp thứ 77 làm hộp lớn. 7. Ân Đức Phật thứ 7, âm cuối là nam, nhằm vị trí thứ tự hộp thứ 92 làm hộp lớn. 8. Ân Đức Phật thứ 8, âm cuối là the ho, nhằm vị trí thứ tự hộp thứ 101 làm hộp lớn. 9. Ân Đức Phật thứ 9, âm cuối là va, nhằm vị trí thứ tự hộp thứ 108 làm hộp lớn. Tính chất đặc biệt của sau chuỗi 108 hộp này là nếu khi hành giả có niệm tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm hợp với trí tuệ, thực hành đúng theo phương pháp tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hạt, theo tuần tự mỗi ân Đức Phật nào thì chắc chắn âm cuối của mỗi ân Đức Phật ấy nhằm đúng vị trí thứ tự của nó. Nếu khi hành giả có phóng tâm, tâm sở
đồng sinh với si tâm, thức niệm thực hành sai phương pháp, tâm niệm mỗi âm tay lần theo mỗi hộ, thì chắc chắn âm cuối của mỗi ân đức Phật không nhằm đúng vị trí, thứ tự của nó. Đó chính là tính chất ưu việt của phương pháp tay niệm mỗi âm tay lần, tâm niệm mỗi âm tay lần theo mỗi hộp này. Tính chất ưu việt của phương pháp, hành giả thực hành đề một niệm chính ân đức Phật với số chữ 108 hộp này theo phương pháp tâm niệm mỗi âm tay lần theo mỗi hộp, tần tự âm cuối của mỗi ân đức Phật nhằm đúng vị trí thứ tự của nó, nên hành giả có thể kiểm soát được tâm của mình. Đó là tính chất ưu việt của phương pháp này mà các đề mục thiền định khác không có được. Đề mục niệm niệm chính ân đức Phật với sau chữ 108 hộp này theo phương pháp tâm niệm mỗi âm tay lần theo mỗi hộp là phương pháp thật tuyệt vời, cũng rất kỳ diệu đối với các hạng người, như là hạng người nào là người hay phóng tâm chuyện này chuyện kia, hoặc hay nghĩ ngợi vẩn vơ, hoặc mắc chứng bệnh trầm cảm, nói chung là hạng người không bình thường, mất tự nhiên, thì người ấy không có khả năng thực hành pháp, hành thiền định với các đề mục thiền định khác. Nhưng đề mục niệm niệm chính ân đức Phật nhờ sử dụng sâu trội 108 hộp theo phương pháp tâm niệm mỗi âm tay lần theo mỗi hộp, nếu người ấy có cố gắng học hỏi, hiểu biết rõ ý nghĩa chính ân đức Phật và phương pháp này, thì người ấy có khả năng thực hành đề mục niệm niệm chính ân đức Phật, làm cho tâm hành giả được dễ dàng ổn định, an tịnh, tự nhiên. Sở dĩ tâm hành giả được dễ dàng ổn định, an tịnh là vì khi niệm đến âm cuối của ân đức Phật này liền liên tưởng đến ân đức Phật kia, cứ tiếp diễn như vậy, nên từ ân đức Phật này sang ân đức Phật kia nối tiếp với nhau, không có khoảng thời gian để phóng tâm hoặc nghĩ ngợi vẩn vơ chuyện khác. Cho nên phương pháp này thật là tuyệt vời, rất kỳ diệu. Đối với những người nào gặp nhiều công việc khó khăn, phải lao tâm khổ trí giải quyết mà chưa xong, nên tâm trí không còn minh mẫn sáng suốt, nếu có giải quyết công việc thì ắt hẳn sẽ không được thành tựu như ý. Nếu những người ấy đã từng thực hành đề mục niệm niệm chính ân đức Phật với sâu chuỗi 108 hộp theo phương pháp tâm niệm mỗi âm tay lần mỗi hộp, thì chỉ cần dành chút thời giờ niệm niệm chính ân đức Phật bằng cách bấm vào chính lóng tay, ví dụ bấm vào lóng tay thứ nhất rồi niệm ân đức Phật thứ nhất, vân vân, thiện tâm hợp với trí tuệ phát sinh làm cho tâm ổn định, có trí tuệ sáng suốt giải quyết công việc, thì chắc chắn mọi việc sẽ đều được thành tựu như ý. Cho nên phương pháp này thật là tuyệt vời, nhất kỳ diệu. Đối với các học sinh sinh viên, có nhiều bộ môn, khi học hỏi nghiên cứu bộ môn nào, khi học hỏi thì khó nhớ mà dễ quên, bởi vì tâm không trong sáng do phiền não, mà phiền não chỉ có nương nhờ nơi các bất thiện tâm hoặc ác tâm mà thôi. Cho nên các học sinh sinh viên dù có cố gắng rất vất vả để nhớ cũng lại mau quên, nếu các học sinh sinh viên ấy đã từng thực hành đề mục niệm niệm chính ân đức Phật với sâu trụi 108 hộp theo phương pháp tâm niệm mỗi âm tay lần theo mỗi hộp, thì chỉ cần dành chút thời giờ niệm niệm chính ân đức Phật bằng cách bấm vào chính lóng tay, ví dụ bấm vào lóng tay thứ nhất rồi niệm ân đức Phật thứ nhất, vân vân, thiện tâm hợp với trí tuệ trong sáng phát sinh thì không có các phiền não tâm tối. Nên các học sinh sinh viên ấy học hỏi nghiên cứu bất cứ bộ môn nào, khi học thì dễ nhớ mà khó quên, bởi vì trí tuệ trong sáng minh mẫn nên không phải vất vả cực nhọc. Ví dụ hồ nước, tâm ví dụ như nước, nếu nước hồ bị đục ngầu thì khó thấy rõ những sinh vật sống trong nước, nhưng nếu nước hồ trong trẻo thì dễ dàng thấy rõ những sinh vật sống trong nước. Cũng như vậy, nếu bất thiện tâm hoặc ác tâm phát sinh có phiền não tâm tối thì học khó nhớ mà dễ quên. Nếu có thiện tâm
hợp với trí tuệ trong sáng minh mẫn thì học dễ nhớ mà khó quên. Vậy học dở thì vất vả, học rõi thì khỏe da. Cho nên phương pháp này thật là tuyệt vời, rất kỳ diệu. Đối với những bệnh nhân mắc bệnh trầm kha, khổ thân triền miên do phiền não làm liên lụy đến khổ tâm, thật ra khổ thân là do tứ đại không hài hòa với nhau, còn khổ tâm là do phiền não, cho nên khổ thân và khổ tâm không có liên quan với nhau. Thế mà phiền não đồng sinh với bất thiện tâm hoặc ác tâm, chấp thụ nơi khổ thân nên liên lụy làm phát sinh khổ thân, khổ tâm. Bậc Thánh A-ra-hăng đã diệt tận mọi phiền não không còn dư sót, nên chỉ còn khổ thân mà thôi, hoàn toàn không còn khổ tâm nữa. Nếu bệnh nhân ấy thực hành đề mục niệm niệm chính ân Đức Phật với sâu chuỗi 108 hộp theo phương pháp tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hộp, thiện tâm hợp với trí tuệ phát sinh và tăng trưởng thì bất thiện tâm hoặc ác tâm không phát sinh, không có mọi phiền não nên không có khổ tâm. Bệnh nhân chỉ có khổ thân mà thôi. Cho nên phương pháp này thật là tuyệt vời, rất kỳ diệu. Nếu bệnh nhân ấy vẫn còn tuổi thọ của mình hoặc còn nghiệp hỗ trợ kiếp hiện tại thì gặp thầy giỏi thuốc hay có thể chữa trị khỏi bệnh được dễ dàng. Nếu người bệnh sắp chết, sắp hết tuổi thọ hoặc sắp hết nghiệp hỗ trợ kiếp hiện tại thì dù gặp thầy giỏi thuốc hay thì không thể chữa trị khỏi bệnh được, bệnh nhân chỉ còn chờ chết mà thôi. Nếu bệnh nhân ấy chưa phải là bậc thánh A-ra-hăn, có thiện tâm trong sáng sau khi chết, chắc chắn thiện nghiệp cho quả tái sanh kiếp sau trong cõi thiện giới là cõi người hoặc cõi chờ dục giới, tùy theo năng lực của thiện nghiệp của bệnh nhân ấy đã tạo. Tất cả bà con thân quyến có đức tin như vậy thì chắc chắn không có buồn khổ đối với người đã chết, phải không? Đức Phật dạy Eva Meva Kho Brikhave Sithe Sankalithe Rukhaliti Patikankha Eva Meva Kho Brikhave Sitho Asankalithe Sugati Patikankha. Này chư tỳ khu, như vậy khi tâm bị ô nhiễm do phiền não thì phải tái sanh kiếp sau trong cõi ác giới. Này chư tỳ khu, như vậy khi tâm không bị ô nhiễm do phiền não thì tái sanh kiếp sau trong cõi thiện giới. Cho nên bệnh nhân trước khi lâm chung giữ gìn tâm không bị ô nhiễm do phiền não, đó là điều tối ưu quan trọng. Đề mục niệm niệm chính ân Đức Phật với sâu chuỗi 108 hộp theo phương pháp tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hộp này là rất đặc biệt, bởi vì hành giả có thể thực hành trong bốn oai nghi bình thường: đi, đứng, ngồi, nằm với tư thế tự nhiên. Khi đi, hành giả không nên bước mau, bước chậm, nên bước tự nhiên, mỗi bước tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hộp, cứ như vậy suốt thời gian trong oai nghi đi. Khi đứng, hành giả đứng tự nhiên, tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hộp, cứ như vậy suốt thời gian trong oai nghi đứng. Khi ngồi, hành giả ngồi tự nhiên trên ghế, ngồi trước bàn thờ Đức Phật, ngồi tại cội Đại Bồ Đề, vân vân. Với oai nghi ngồi thoải mái, tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hộp, cứ như vậy suốt thời gian trong oai nghi ngồi. Khi nằm, hành giả nằm tự nhiên trên giường, trên mặt phẳng, vân vân. Với oai nghi nằm thoải mái, tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hộp, cứ như vậy suốt thời gian trong oai nghi nằm. Cho nên đề mục niệm niệm chính hương Đức Phật
với sâu chuỗi 108 hột đúng theo phương pháp tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột, thật là tuyệt vời, rất kỳ diệu. Đề mục niệm niệm chính ân Đức Phật, với sâu chuỗi 108 hột theo phương pháp tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột này nên là một đề mục thiền định phổ thông đến cho tất cả mọi người có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, mà đức tin là nền tảng cho mọi việc thiện pháp phát sinh. Từ dục giới thiện pháp, sắc giới thiện pháp, vô sắc giới thiện pháp cho đến siêu tam giới thiện pháp, đó là bốn thánh đạo tâm. Ok cả nhà, chúng ta vừa đọc xong phần 8. Lần sau là chúng ta sẽ đọc đến trang 99 là Pháp Hành Thiền Tuệ. Hy vọng là nếu có một quý anh chị em nào đó mà vô tình hay như thế nào, cách nào đó mà xem được cái video hay cái clip của Chân Phương thì hy vọng là mọi người sẽ được hoan hỷ và an lạc. Tiếp theo đây là Chân Phương sẽ mời cả nhà cùng nghe một bài nhạc nha. Và một bài nhạc rất là hot, không phải là hot mà là trong cái mùa mới này, mùa đầu tháng 7. Cả nhà có biết là tháng 7 là tháng thì tôi có thường gọi là tháng gì không ạ? Ok, cả nhà chờ một chút xíu nha. Mấy ai hiểu được lòng ta đã buồn.
thức xong bài hát với tựa đề là Vu Lan Buồn, một sáng tác và trình bày Phương Nhã Ca. Cha đang ở đâu, mẹ đang ở đâu, nghe tính kinh cầu. Một cái bài hát thật là buồn đúng không cả nhà? Trong nội dung mà tác giả truyền tải là cả mẹ thì đã mất rồi và ba thì cũng vừa khuất bóng, thì nói chung chúng ta vô tình trở thành đứa con mồ côi. Và tháng này là tháng Vu Lan Buồn, cũng là tháng báo hiếu. Đa phần là những người con giống như Hạnh Tâm này, mình không còn mẹ nữa, và thường mình luôn nhớ niệm nhớ tới mẹ. Và cái tháng này là tại vì ngày xưa có vị Đức Mục Hiền Liên, ngài vì cái tấm lòng hiếu thảo của mình, ngài đã xuống địa ngục để cứu mẹ của mình trải qua biết bao nhiêu cái sóng gió ở nơi dưới ấy. Và nhờ ân của Đức Phật và Chư Tăng thì ngài mới được thành tựu. Vâng, thì trong cái tháng 7 này là cái tháng rất là nhiều cái nỗi niềm. Và nhất là trong cái mùa dịch hiện nay thì nói chung là rất là nhiều cái oan khiên. Và từ tháng 4 cho đến bây giờ thì có rất là nhiều ca người ta đã ra đi. Cái đó là cái cuộc sống rất là vô thường và chỉ tính trong từng hơi thở. Thực sự cái điều Đức Phật nói rất là đúng, từ ngày xưa tới bây giờ là cuộc mạng sống chỉ tính trên hơi thở. Thì bây giờ mọi người có thể tưởng tượng cái cảnh ngộ mà khi người ta bị cái con Covid nó tấn công hoặc xâm nhập á, thì khi mà xuống phổi rồi thì lúc đó là phải cấp cứu và thở. Và thở, nếu như không có kịp thở thì là coi như là đã ra đi. Đấy, thì tự nhiên mình nghiệm lại những cái điều mà ngày xưa Đức Phật đã giảng thì thật sự nó rất là đúng. Không phải đến bây giờ mình mới phát hiện ra, rất là lâu lâu rồi, rất là nhiều người ngày xưa đã từng hiểu được điều đó rồi. Nhưng mà bây giờ là cái cảnh gọi là địa ngục trần gian á, là mọi người sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn. Và đó là cái thực tế hiện tại. Và thì trong thời gian vừa qua thì những cái ngày mà cuối tháng 6 âm lịch, đã có rất là nhiều anh chị đã phát tâm là sẽ ghi chép cái kinh Vu Lan này. Thì cái này cho Phương gợi ý lên, thì nếu như có ai, của anh chị em nào có thể có thời gian set up được thì mình có thể viết kinh, viết lại cái cuốn kinh này trong cái tháng 7 này. Nó cũng là một cái phần giống như mình truyền cái pháp á, thì mình gieo duyên, cũng là giống như mình tạo một cái công đức thiện nào đó để mình hồi hướng công đức đó và cho những cái người thân yêu của mình, nhất là mình hồi hướng cầu an cầu siêu cho gia đình của mình, cho người thân quyến thuộc của mình, cầu an cho người còn sống và cầu siêu cho người đã mất nha. Thì bây giờ hiện tại chúng ta còn sống ở đây, còn ngồi đây thì rất là vui vẻ và rất là may mắn rồi. Bao nhiêu người ở ngoài kia than khóc rất là nhiều. Hàng ngày Trương Phương ở nhà ở đây vẫn nghe những tiếng xe cấp cứu đi ở ngoài quốc lộ vào rất là rõ ràng, bao nhiêu cái chiếc xe. Và mình xem trên mạng thì rất là nhiều ca và hầu như không kịp, bệnh viện không kịp chạy xô, bác sĩ không kịp chạy xô, bao nhiêu người không kịp chạy xô, và lò thiêu bình hưng hòa cũng không kịp chạy xô, nhiều lắm. Đó là cái rất là nỗi niềm, rất là buồn, đau thương của tất cả mọi người.
thì thật ra thì tối nay có Trân Phương có rất là nhiều nỗi niềm, mà thấy cái tình cảnh bây giờ á, cái không khí nó trầm quá, Trân viết Trân Phương cũng nó mất đi cái năng lượng, cái tâm trí vui á, cho nên là cũng cảm thấy rất là buồn. Và hiện tại thì Châu Phương cũng đang cố gắng thực hành những cái thời khóa ở nhà để giống như mình cũng rèn luyện một phần bản thân của mình. Cái thứ hai là mình cũng hồi hướng cái công đức đó cho tất cả mọi người và nguyện cho cái mùa dịch này sớm qua đi để cho mọi người được trở lại cái cuộc sống bình thường. Chứ hiện giờ ngoài cái việc ấy ra, mình tất cả mùa giãn cách xã hội thì cũng không ai làm được điều gì lớn, công việc gì hết, thì mình sẽ tranh thủ những cái thời gian mình có được, mình còn được ngồi ở nhà, may mắn mình còn được khỏe mạnh thì mình làm được cái gì mình làm. Mỗi khi thì ví dụ sau cái thời nghe nhạc thì có thể là Trân Phương sẽ đọc một cái bài thơ cho cả nhà, nhưng mà bây giờ Trân Phương cũng cảm thấy rất là buồn, dường như thiếu một chút tâm trạng, cho nên là có thể cái clip này Trân Phương sẽ tạm dừng ở đây, sẽ hẹn mọi người là trong cái kỳ đọc truyện, không phải đọc truyện mà là đọc sách tiếp theo, Trân Phương sẽ bù lại là đọc thơ và sẽ hát tặng cho cả nhà một bài hát, bài hát có chọn lọc, bài hát có tựa đề gì thì kỳ sau sẽ được bật mí. Đó là cũng một phần cái nỗi niềm trong cái thời cuộc hiện nay. Một lần nữa thì hôm nay mùng 1 đầu tháng 7 thì Trân Phương xin chúc cho tất cả mọi nhà luôn được khỏe mạnh và bình an. Nếu như ai rảnh thì theo tín ngưỡng của mình thì có thể dành một chút thời gian để tu tập và hành trì giới, vân vân. Nếu như ai có rảnh thì có thể chép cái kinh Lưu Lan Báo Hiếu này nha, coi như là để mình hồi hướng, mình làm một cái thiện nguyện nào đó, mình là gieo duyên và mình coi như mình cầu an cầu siêu đi. Ai có thời gian thì có thể ngồi tụng một thời kinh hoặc là niệm Phật hay là ngồi thiền, tùy tâm mỗi người, tùy cái điều kiện và ngữ cảnh của mỗi người. Vâng, chắc là Trân Phương sẽ gặp lại mọi người vào ngày mai. Sẽ cố gắng là ngày mai. Hy vọng là mọi người sẽ thân tâm được an lạc, thân khỏe tâm an. Bây giờ thì Trân Phương sẽ chuẩn bị cho cái thời khóa công phu buổi tối của Trân Phương. Xin chúc quý vị có một cái buổi tối ngon miệng và thực hành những gì mình muốn làm nha. Trân Phương xin chào tạm biệt cả nhà.